Mến chào quý vị khán giả đến với khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình đọc truyện đêm khuya Hôm nay, anh Khôi xin gửi đến các bạn câu chuyện có tựa đề Bỏ lỡ, tác giả Vũ Lệ Hương Hy vọng quý vị và các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị Đừng quên ấn like, đăng ký kênh Cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé vẫn những âm thanh đều đều từ chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường rội xuống. Tuy nhỏ nhưng trong đêm vắng lặng nó tích tắc. Tích tắc như tiếng nước rột mái nhà rơi vào xô hứng nước. Loan nằm chờ chồng không ngủ được khi đêm đã về khuya. Từ ngày chồng lên chức phó giám đốc, chồng hay phải tiếp khách. Tiếp khách là phải đi nhậu tối đêm. Bận rộn triền miên nên chồng. Tên là Phòng. Không có thời gian ghi chép kỹ các khoản chi tiêu của vợ phòng ghi vào một file trên máy tính bản. Chồng không ghi chi tiêu chi tiết thì chồng đưa tiền cho vợ theo khoán tuần. Loan không thích cái tính cách này của chồng, nhưng vẫn còn hơn không có tiền mà tiêu. Hơn những người phụ nữ khác ở chỗ đó. Chồng chỉ cật vấn Loan khi cô yêu cầu đưa thêm. Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo Loan sướng. Có chồng cấp tiền chu đáo. Ngoài ngoại hình cao giáo, nói năng từ tốn, nhã nhặn chẳng mấy khi nghe thấy anh chồng nhà ấy to tiếng với vợ con bao giờ phòng kiếm được nhiều tiền nhà đẹp xe sang vợ đẹp mà không ai biết trong lòng loan có hài lòng với cuộc sống cô đang có hay không gần đây phòng hay về muộn số lần về muộn ngày một tăng nhiều lên có tuần kín cả bảy đêm loan manh nha hình như có điều gì khác lạ bản ngã đàn bà rất nhạy cảm bén nhạy như công nghệ nhận diện khuôn mặt hoặc giống công nghệ cảm ứng chạm vân tay đêm mùa thu gió mát dịu dàng luồn qua khung cửa nhỏ vành trăng sắp ngày rằm nghiêng nghiêng đổ ánh sáng vàng thanh nhã trên người hai mẹ con loan đang vỗ nựng cho con ngủ tiếng chim tử quy khoan nhặt có phần não nề trong đêm vắng Hương hoa dạ hương thơm thoảng từ hàng cây bên hè phố trước cửa cũng ùa qua những song cửa nhỏ dâng đầy trong phòng. Lẽ ra nó đem lại không gian lãng mạn, thì ngược lại với Loan nó càng làm cho sự trống vắng dâng đầy hơn. Đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đã 12 giờ đêm chồng vẫn chưa về. Mặc dù không ở bên chồng Loan dễ chịu hơn, không ở gần chồng thì cô không phải trả lời những câu hỏi nghe đến khó chịu từ chồng nhưng Loan vẫn thấy sốt ruột không yên lòng. Loan đã du đặt con ngủ. Rồi cô ra ghế gieo người vào lòng ghế thở dài chán nản. Tiếng kim đồng hồ như những giọt mưa buồn tẻ vẫn tí tách bên tai. Loan gục trên ghế. Thiếp đi. Chìm vào mộng mị. Mộng mị đưa cô trở về với những ngày tuổi học trò. Những năm tháng như mơ thấy mình đang cùng hoàng và những người bạn nơi xóm bãi ôm cặp sách và đỡ tay nhau bước xuống đò để sang ngôi trường huyện bên kia sông vừa tới cái lúc loan mộng mị tới cái cảnh loan vờ trượt chân ngã thì hoàng đã vội đưa tay ôm đỡ loan loan cũng giơ tay ôm lấy cổ hoàng đúng cái cảnh ấy thì có tiếng xe con dừng trước ngõ bấm còi làm loan choảng tỉnh chồng rồi loan ra mở cửa Phòng Liêu Siêu bước vào nhà và va vào người cô mùi rượu whisky nồng nặc trong hơi thở. Loan đỡ chồng dìu vào ghế sofa. Phòng hất tay vợ ra kiểu bất cần. Cử chỉ ấy làm Loan sốc ngán. Gần đây, thái độ của Phòng rất khác. Cho dù anh có che đậy kỹ nhưng Loan vẫn nhận ra. Điện thoại thì đặt mật khẩu, đi đâu cũng lăm lăm mang theo như sợ ai giật mất, hay lén lút nhắn tin. Loan không đọc nhưng Loan biết có điều gì đó không bình thường. Cuộc sống vốn tẻ nhạt lại càng thêm lạnh lẽo. Chả mấy khi vợ chồng có phút giây tâm sự, ngay cả khi ngồi chung bàn ăn. Có chuyện gì Loan muốn nói cùng chồng thì chồng chẳng mấy quan tâm. Có khi lại rẻ biểu, suy luận, chi chiết. Với Loan, chồng coi như mặc định, rằng anh ta lo cho cô có cuộc sống đủ đầy thế thì làm gì còn có chuyện quan trọng hơn nữa cũng không hiểu từ đâu chồng nhiễm đặc tính gia trưởng. Cô chỉ được trả lời chứ không được hỏi. Loan cứ lặng lẽ như một cái bóng trong nhà. Loan lấy gối kê dưới đầu chồng. Nâng hai chân anh lên sofa. Tháo giày cởi tất cho chồng. Để chồng ngủ ngoài phòng khách cho dã hết hơi rượu. Sợ động đánh thức anh ta. Anh ta lại là hét tướng lên mắng mỏ còn đau lòng hơn cô pha sẵn một cốc nước cam để ở bàn phòng chồng tỉnh dậy khát nước vào buồng ngủ nhìn con gái ngủ ngon lành loan ứa nước mắt loan xếp gọn nửa giường phòng khi chồng vào có chỗ nằm đã có mấy lần muốn bước chân đi rồi loan lại quay gót lại người ta nói người việt có rất nhiều thói xấu trong đó điển hình là thói ích kỳ phòng không thích vợ đi làm vì cô sẽ ở ngoài tầm kiểm soát của anh ta anh ta chỉ muốn Loan quanh quẩn trong bốn bức tường và răm rắp nghe lời. Thời con gái Loan ham học, ham hiểu biết. Bố mẹ cùng là giáo viên nên rất ủng hộ con trong việc học. Cô học đại học xã hội và nhân văn chuyên ngành báo chí. Rồi vui chân học văn bằng hai là ngành luật khi chưa xin được việc làm. Một sự mối lái nào đó, hay tại duyên phận, Loan lấy chồng là phòng, đang công tác ở cục thuế tỉnh bỏ lại cả mối tình giang dở trên dòng sông thương. Dòng sông ấy chia đôi dòng, nửa ngậm ngùi thương cho số phận của Loan, nửa kia chia sẻ nỗi buồn thất vọng của Hoàng. Nhớ lại, trên bến sông chiều đó trời mưa tầm tã. Lần hẹn đó với Hoàng, người yêu Loan đã đợi mãi trên bến sông mà cô không về. Chỉ mình anh vẫn đứng dưới trời chiều đã chuyển sang đêm mưa. Ông lái đỏ dục mãi Hoàng mới chịu rời bến sông nhưng cũng chỉ sau tuần trang mật loan đã biết mình đã chọn lầm đường nhà cao cửa rộng đấy đời sống vương giả đấy mà sao loan thấy buồn đến thế cô đâu phải sinh ra để sống như một con chim nhốt trong lồng như thế này phòng đã bắt loan ở nhà cho công việc nội trợ rồi nuôi con loan đã mang thai ngay tháng đầu và đó càng là cái cớ để phòng yêu cầu cô không đi làm phòng lớn lên trong một gia đình khá giả. Bố làm ở phòng thuế. Xã hội coi cán bộ thuế là rất trúng. Bởi thế mới có giai thoại về ba ngành nghề dễ kiếm chắc nhất trong đó có ngành thuế, được gọi là của để trong dân. Dù học hành chắp vá xong phòng vẫn có công việc tốt, kiếm ra tiền, còn nối nghiệp cha. Phòng có dáng vẻ bề ngoài đạo mạo, nói năng nhỏ nhẹ nhưng hay xăm soi anh có cách ứng xử trong quan hệ xã hội không thân không sơ. Từ cử chỉ đến lời nói lúc nào cũng có vẻ đề phòng người khác. Đối ngược với nước da trắng trẻo, gương mặt bụ mập của một người nhàn nhã, thì hàm răng phòng quắp chặt, biểu thị phẩm chất của người quản lý tài chính chi tiêu rất tốt. Phòng tính toán tỉ mỉ, chi ly và rất chính xác các con số. Anh ta thường nói với vợ, văn hay chữ tốt có mài ra ăn được đâu mơ mộng làm gì nhiều, tiền tôi làm ra cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt đấy, cô liệu mà chi tiêu. Cứ sống lệ thuộc vào chồng theo quan niệm của phòng thì thiếu bền vững, Loan sẽ không còn là Loan nữa. Loan quyết định phải đi làm khi bé Hà con Loan 2 tuổi. Tiền chồng làm ra nhiều nhưng cuộc sống của Loan khá vất vả. Từ ngày Loan đi làm, dù biết cô lương thấp nhưng phòng đã cắt một nửa số tiền vốn vẫn đưa cho loan trước đây mọi chi tiêu trong gia đình cô luôn phải lo liệu anh còn yêu cầu cô mỗi tháng dành tiền biếu bố mẹ chồng gọi là tiền thuốc men quả bánh phòng có sở thích ngắm tiền và lưu trữ số tài sản mình làm ra anh ta có quan niệm ai làm ra tiền thì có quyền cho họ hàng bên mình vì vậy để sĩ diện với họ hàng về nhà nội lần nào anh cũng vung tiền không tiếc tay nhưng đối với loan thì anh đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành mọi chi tiêu lớn nhỏ loan đều phải lo liệu nếu có dịp nào phòng phải đưa cho loan chút ít thì cử chỉ cứ như bố thí ban phát phòng lo nhất loan đi làm là phải mang y phục đẹp thời trang son phấn váy ví loan nói với chồng em ăn mặc chỉnh chu nơi công sở là làm mát mặt anh chứ nhưng phòng lại nói đồng nghiệp của em ngắm chứ đâu anh được ngắm thành thử loan không dám là quần áo khi có phòng ở nhà thoa chút son phấn phải giấu giếm như đi ăn trộm nếu phòng bắt gặp là bóng gió cô đi với đứa nào mà phải tô vẽ loan coi những năm làm vợ phòng là cuộc sống không tình yêu và nó cứ lặng lẽ trôi đi thực ra ở cuộc đời này hạnh phúc là cái được tương đối bất hạnh cũng là cố tìm cái được tương đối khởi đầu loan được tuyển dụng vào làm việc cho một công ty có tên y và z là làm tạp vụ thuộc phòng hành chính hai tháng sau giám đốc vô tình gặp một cô gái ưa nhìn là loan đang lau hành lang ở túi áo trước bụng chiếc áo tạp rể có để hai cuốn sách dày nặng trễ kéo trễ cả cổ chiếc áo phông đen hở vòng ngược đầy đặn giám đốc ngạc nhiên dừng lại hỏi và yêu cầu loan lấy sách ra cho ông xem đó là hai cuốn một là cuốn học tiếng anh chương trình top phở hai là cuốn luật sở hữu trí tuệ cùng một quyển mỏng hiệp định evafta giám đốc giật mình hỏi chuyện mới biết loan có hai bằng cử nhân báo chí và luật ông chỉ thị ngay cho phòng tổ chức chuyển loan lên phòng thư ký loan được giao công việc giúp giám đốc lập kế hoạch soạn thảo văn bản làm truyền thông và tư vấn pháp luật cho hợp đồng các dự án với trình độ và kiến thức ấy loan thường được giám đốc yêu cầu cùng tiếp khách tại công ty hoặc đi tiếp khách với ông với đối tác bên ngoài công ty bởi phong cách chững chạc lịch lãm lại am hiểu về luật pháp kinh tế xã hội nên có mấy lần ký hợp đồng cô đã tư vấn tránh cho công ty những rủi ro trong những điều khoản hợp đồng khi thương thảo trong những cuộc tiếp đối tác rất hâm mộ loan bởi cô có những luận chứng kinh tế cũng như xã hội học khá sắc sảo đôi khi loan còn dùng tiếng anh để miêu tả trong những trường hợp chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành công nghiệp phụ trợ bởi công ty loan làm là doanh nghiệp fdi của nhật bản đầu tư tại khu công nghiệp ở địa phương sự thực thì loan có sinh gái cũng là một điểm cộng chỉ có đàn ông ích kỷ như phòng mới kìm hãm tài năng của phụ nữ nhất là người phụ nữ ấy là vợ mình lẽ ra phải tự hào trong khi ông giám đốc công ty y và z thì lại đã nhìn ra khả năng bẩm sinh cộng nỗ lực sáng tạo riêng của loan nên tin dùng trân trọng và có mong muốn chinh phục ông nhờ người tìm hiểu nhân thân của loan biết được cá tính của chồng loan thói xấu của anh ta những bức bối trong môi trường gia đình loan đang sống tất cả đều không thuộc cuộc sống tốt đẹp viên mãn ông giám đốc nghĩ rằng đây chính là vết dạn nứt của một bức tường cân bằng không bền chỉ tác động một lực nhỏ là đủ đánh đổ sập tường sự gắn bó tình chồng vợ của loan rất chênh vênh mong manh như tờ giấy bản ướt ẩm động mạnh là rách tươm có một phụ nữ như loan cặp bổ rất đáng để giành giật giám đốc là người biết cách chinh phục phụ nữ ông quan tâm tới loan với tư cách ông chủ với nhân viên có năng lực mà không ai có thể ganh tị được. Lại như người cha chăm cho con đảm công việc cũng chẳng phải là sai trái. Và có thân thiết như anh em cũng là lẽ thường. Một năm làm việc tại công ty Y e và Z đã dạy cho Loan kỹ năng để sinh tồn. Những giới hạn có thể giữa cô và cấp trên cùng các đồng nghiệp. Và Loan cũng không quên những gì gọi là bổn phận. Vào một buổi chiều, giám đốc nhờ Loan cùng ông đi mua hộ một bó hoa. Mua hoa xong giám đốc mời Loan vào một tiệm cà phê. Tại đây ông tặng Loan bởi hôm nay là sinh nhật cô. Cô giật mình sao mình lại không nhớ sự kiện này nhỉ? Quan hệ với chồng không suôn sẻ làm cô sao nhãng nhiều thứ. Loan cảm động nhận bó hoa từ tay giám đốc và nhận một cái ôm hôn vào má nồng ấm. Cái hôn ấy nhắc nhở cô việc đón con. Trễ 15 phút, loan cảm ơn giám đốc và xin lỗi ông phải về đón con ở trường mẫu giáo giám đốc không cản đưa loan trở lại công ty lấy xe máy cũng không hiểu tại sao loan lại cảm ơn lần nữa và hôn lên má trái ông cô bỗng cảm nhận giám đốc vừa đáng kính lại vừa đáng yêu loan phi xe về nhà cô giáo đã quy ước nếu loan về trễ thì nhờ cô đưa hà về nhà cô hà ngồi sau xe ôm hoa cho mẹ vừa về đến cổng đã gặp ngay vẻ mặt cau có của chồng. Hai hàm răng giết lại. Chi chiết. Cô tích cực việc cơ quan gớm nhỉ. Hay hẹn hò với thằng nào mà về muộn thế. Quên cả việc đón con. Cái loại mẹ bỏ được con đi cả ngày có xứng đáng không? Chồng đã quá lời. Loan không nói gì. Cô lặng lẽ đi nấu cơm. Nếu như hôm nay phòng bắt gặp ở quán cà phê thì quá dở vì tình ngay lý gian. Loan dùng mình. Phòng tiếp tục đầy nghiến. Cô thật không xứng đáng làm mẹ. Em cũng có công việc. Sao anh nỡ xúc phạm em thế? Cô đáp lại mà lòng không cảm xúc. Có lẽ Phòng cũng thấy mình vô lý. Anh ta lặng lẽ bỏ lên phòng ôm lấy cái tivi. Phòng ngày càng béo lên. dáng đi bắt đầu nặng nề chắc nịch từng bước giống như việc anh ta khư khư ôm túi tiền chỉ lo loan rút trộm mẹ chồng loan cũng giống tính con trai chồng cô xem thường những người xuất thân từ nhà quê như loan có lần đến chơi bà còn bảo với loan phải cảnh giác với bọn nhà quê bọn đó hay ăn cắp vặt lắm đấy chồng loan phù hoa đúng đấy mẹ ạ con về quê ngoại lúc nào cũng chỉ lo mất cắp lũ trẻ con cứ xúm vào kia ô tô con chỉ lo xước sơn Mấy đứa trẻ tay đen nhẹm con cầm cả sỏi, nó mà vạch cho mấy nhát là mình mất cả triệu như chơi. Rồi phòng nhìn Loan, nói với mẹ, con không thích cho bé Hà về quê ngoại. Toàn bờ sông, bãi sú, cỏ rác ghê chết đi được. Nước mắt Loan ứa lưng chồng. Bố mẹ Loan nhiều khi muốn lên thăm cháu cũng ngại con rể. Bước đi ban đầu sai như kéo theo cả chặng đường đời gập ghềnh lỗi nhịp ta làm sao bây giờ? Loan không đi lối đường quốc lộ. Về quê, cô đi vòng theo lối con đê mềm mại uốn quanh dòng sông thương thơ mộng. Xuống xe, Loan dắt bé Hà xuống đò. Sang bên kia sông là về đến làng có căn nhà bố mẹ Loan ở đó. Vẫn cảnh xưa xóm nhỏ thấp thoáng bên kia sông màu xanh bờ bãi. Tại sao ngày xưa Loan lại từ bỏ ước mơ? ông lái đỏ vẫn nhận ra loan lại nhắc chuyện cũ xưa loan và hoàng yêu nhau cả cái xóm ven sông đều biết ai cũng khen hai đứa đẹp đôi thằng hoàng chăm chỉ hiền lành con loan dịu dàng nết na cả hai cùng học giỏi là niềm tự hào của cả xóm bãi biết tin loan lấy chồng hoàng sau khi học đại học mỏ đã sách ba lô vào nam lập nghiệp ông lái đò cho hay mấy tháng trước hoàng có đưa vợ con về thăm quê cô vợ người thành phố nhưng có vẻ cũng hiếu thảo và gần gũi lắm chiều nào hai vợ chồng cũng đưa con ra bờ sông hóng mát cũng chuyến đò này nhưng người xưa đã vắng xa bao kỷ niệm trên bến sông này loan vẫn còn cất giữ vậy mà sao cô nỡ rời xa loan không dám hỏi thăm thêm ông lái đò nữa mỗi lần về quê Loan cũng tỏ ra mình đang hạnh phúc cho bố mẹ an lòng. Và với bà con hàng xóm láng giềng cũng thế. Bao suy nghĩ ngổn ngang. Nhiều lần trước về quê phòng thường lấy cớ bận công việc không ở lại lâu hơn để về cùng hai mẹ con. Bóng chiều hắt xuống dòng sông ánh lên lấp lánh. Những khóm lục bình xanh biếc rát đầy ánh sáng hoàng hôn. Những lồng bè nuôi cá chia ô, ô như bàn cờ nổi bồng bềnh trên triền sông nhìn xa lung linh như gấm dệt dòng sông mùa thu trong trèo quá, bình yên quá. Loan nhìn thấy bóng mình in vào đáy nước, lại nhớ tuổi học trò, nhớ Hoàng, man mắc buồn cho mình. Bỗng bé Hà reo lên thích thú. Đẹp quá mẹ ơi! Ấy là khi có khóm lục bình lướt qua mạn thuyền có bông hoa tím biếc. Con rất thích, chỉ về quê mới được đi đỏ. Lâu lắm mẹ con mình chưa về thăm ông bà ngoại nhỉ bóng hai mẹ con ngả dài trên bến sông. Đứng lặng, Loan ngắm nhìn lại bến sông xưa, thầm thương con đò đơn lẻ, thương phận mình cũng lẻ loi. Hình ảnh những chuyến đỏ xưa đầy ấp tiếng cười loang vào dòng nước đã xa tít tắp rồi. Loan giơ tay vẫy chào ông lái đò. Chuyến đỏ này đã vắng người sang. tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên qua những ngày mưa tác giả đặng bá canh ngày mưa từng giọt nước cứ giỏ đều đều trên những tấm tôn não nề mệt mỏi từ ngôi nhà tập thể giáo viên nhìn ra cả một màn mưa mịt mùng quây kín thị trấn nhỏ bên triền đồi bóng tối dần buông ôm lấy quãng đường vắng lặng lại suy nghĩ vẩn vơ lạ trai độc thân cứ tưởng là sướng ấy vậy mà lúc mưa buồn thế này lại trào lên cảm giác của cô đơn cần biết mấy tiếng ai thủ thủ cần biết mấy một vòng tay ấm nóng để ôm ấp mơn trớn cho những khao khát đam mê điện thoại tít tít báo tin nhắn của chị tôi vừa hồi hộp phấn khích vừa sờ sợ, sợ tôi có nên bước qua cái cổng sắt đóng im lìm câm lặng trong mưa để chạy vụt vào quán cà phê của chị không nhỉ? Nếu không qua, tôi sẽ chết chìm trong nỗi chán trường đang gặm nhấm của ngày mưa cuối tuần. Nếu qua, tôi là kẻ tội lỗi. Mà bấy nay tôi đã phạm phải tội lỗi rồi còn gì? Khốn nạn thật. Tôi đã từng tự xỉ vả bản thân. Sao không biết nhịn đi cái thèm thuồng của thằng đàn ông tuổi 30? con người ta nếu không biết khắc chế những ham muốn nhục dục thì còn làm nên cái trò trống gì ở đời nữa mà có muốn giải tỏa những ấm ách của đàn ông ấy thì cái thị trấn này nào đâu thiếu chỉ cần năm xị thôi đúng năm xị tôi có thể đưa một con gà móng đỏ nói chung là còn non tơ về phòng tập thể vậy mà tôi vẫn cứ lao vào chị như một thằng mất trí chị đã cuồng nhiệt đón nhận đã vật vã suýt xoa và cả giỏ những giọt nước mắt lên cơ thể nhễ nhại mồ hôi của tôi tôi thương chị nhưng làm thế là cả chị cả tôi đã xúc phạm xúc phạm ghê gớm đến anh huấn ân nhân của chị và cũng là ân nhân của tôi vậy mà cái bước chân vẫn dẫn tôi đến bên chị cửa quán cà phê đóng im lìm trong chiều mưa nhưng cánh cửa vào phòng chị khép hở tôi vuốt vội vạt nước mưa gian rác trên mặt và run rẩy đẩy cửa vẫn như những lần trước chị đằm thắm dịu ngọt đầy đam mê trong cái khoảnh khắc của tột cùng thăng hoa chị ú ớ ôi anh huấn ôi tôi sững lại và lòng chợt nguội tanh vậy ra tôi chỉ là sự khỏa lấp nỗi trống vắng cho chị khi vắng anh huấn chị vẫn cuồng nhiệt cho đến phút cuối cùng tôi vội đẩy chị ra khi điện thoại đổ chuông chú à anh huấn đây ôi anh huấn trong đó thế nào anh anh vẫn được gọi điện ra ngoài à tôi vừa lo vừa mừng đến lạnh toát người có một tháng một lần miễn là mình chấp hành án tốt bây giờ anh có chuyện này nhờ chú ba ngày nữa là đến lúc người nhà thăm nuôi phạm nhân chú đưa chị và cháu vô cho anh gặp nhé tôi luống cuống già dạ, là mẹ con chị uyên chứ sao? Chị không biết đi xe máy. Chú chịu khó chở chị và cháu dùm anh. Tôi khẽ liếc sang chị. Chị cuộn mình trong chăn bình thản. Chị đã nghe. Còn gì để giấu? Người mà anh Huấn muốn, muốn gặp lần thăm nuôi này là mẹ con chị Uyên chứ nào đâu phải chị. Chị đã đăng ký sổ thăm nuôi. Mẹ con cô Uyên và chú thôi. Lạ. Sao không là chị mà lại là tôi? sổ thăm nuôi phạm nhân chỉ có thể là người ruột thịt với phạm nhân. Tôi với anh Huấn chỉ là người làng cơ mà. Như đoán được ý tôi, chị chậm rãi. Chị đã lo xong cả. Thì chú cứ xem như là đứa em ruột anh Huấn đi. Mà nhớ ghé chị lấy mấy cây thuốc hero. Sao phải là hero chị? Đó là loại thuốc anh thích. Anh không nghiện, nhưng hút thì chỉ có hero. Chịu khó vì anh một chút. Chị trách móc tôi sao? Tôi đầu ngại. Anh là ân nhân của tôi. Thế mà tôi băn khoăn là tại sao lại không có tên chị trong sổ thăm nuôi. Hay chị có ý gì? Này, đừng thấy anh huấn tù tội mà định gỡ tay để tính bài chuồn nhé. Nghi lắm, cái loại đàn bà từng có vết như chị dễ tính đường cho mình lắm. Hừ, sắc đẹp ấy cái nụ cười đầy nhục cảm ấy và cả nghệ thuật giường chiếu thượng thừa như này nữa thì không vù theo trai trẻ lúc anh huấn đi tù mới là chuyện lạ đột nhiên tôi thấy mình cũng khốn nạn khi là kẻ đồng lõa vui thú đam mê xác thịt cùng người đàn bà này khi anh huấn đang chấp hành án trong trại giam anh huấn con ông đồng người cùng làng tôi anh lớn hơn tôi cả giáp vậy nhưng từ nhỏ chúng tôi là bạn chăn bò mỗi một buổi được chăn bò cùng anh là một lần thích thú bởi được nghe anh kể biết bao câu chuyện hấp dẫn về những vùng đất xa xôi hay những mẩu chuyện lịch sử đầy kỳ thú chúng tôi lớn lên cùng những buổi chăn bò để được ủ ấp trong ước mơ lãng đãng xây đắp từ các câu chuyện kể của anh tôi chỉ nhớ mang máng khi tôi bước vào tiểu học anh đi bộ đội bẵng theo năm tháng nghe nói anh công tác tận mãi tây nguyên là biết vậy thôi chứ lũ trẻ chúng tôi còn bận tâm với bao chuyện học hành và chơi bời của tuổi nhỏ mãi cách đây chừng mấy năm sau khi tôi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm loay hoay không kiếm được việc bởi ở quê thừa giáo viên đang ngán ngầm cho cái tương lai mờ mịt thì anh gọi bảo nếu không chê rừng rú thì vô đây với anh anh kiếm cho chỗ dậy ngay thị trấn tôi háo hức cha mẹ tôi lúc đầu ngần ngại do dự nhưng rồi cũng tặc lưỡi Ừ thì chim đủ cánh chim sa đàn, đi đâu lập nghiệp được thì đi. Hồi đó, đơn vị anh Huấn đóng quân dọc miền biên giới trải dài trên những cánh rừng già của Nam Tây Nguyên. Đúng vào dịp xuất ngũ, Kiểm Lâm thiếu người, qua giới thiệu anh được tuyển vào làm nhân viên ngành Kiểm Lâm của huyện. Là người đã kinh qua đời lính nên anh được điều động về trực chốt ở trạm kiểm soát Lâm Sản Đắc Lưu. Đây là một trong hai trạm kiểm soát lâm sản lớn nhất của tỉnh. Ngày đêm, hàng trăm xe lặc lẻ, ậm ạch chở hàng ngàn khối gỗ thông trạm để về Sài Gòn. Người ta kháo nhau rằng, riêng trạm trưởng mỗi ngày thu được cả chục cây vàng từ những chuyến thông xe. Và cũng như các nhân viên khác trong trạm, anh Huấn cũng có phần của mình. Dẫu không nhiều nhưng cũng dùng rỉnh cho những gã thanh niên như anh chơi bời tẹt ga những hôm nghỉ trực ăn theo sự khấm khá của trạm kiểm soát lâm sản, đắc lu, nhà hàng, karaoke và massage thi nhau mọc lên như cỏ tranh gặp mưa đầu mùa. Lần đó, sau chầu nhậu sương sương, anh cùng đội phó của mình đã tìm vào quán karaoke sơn cước, lè nhẹ ca mớ bài tủ chán chê. Gã đội phó đã gọi hai em tiếp viên vào phục vụ, hai người hai em. Thế nhưng gã đã vơ tất cho gã gã vừa nắn bóp vừa uống vừa nhồm nhòm hát. Anh Huấn ngồi chịu trận bởi giọng hát méo mó và những tiếng kêu la của tiếp viên. Gã đội phó bóp mạnh quá nên một em tiếp viên hét lên rồi nhảy khỏi vòng tay lão. Sừng cổ lên, gã tát cô em này văng ra cửa, máu trào cả miệng. Em còn lại sợ hãi thút thít xin tha, không bỏ cũng được nhưng đừng đánh đập. Hừ, gã liếc nhìn anh Huấn, bo chứ sao không? thằng đệ của tao sẽ bo cho chúng mày, nhưng phục vụ tao cho chu đáo. Nào, làm tao sướng đi. Gã cầm cổ em tiếp viên rúi vào háng gã. Anh Huấn không kìm được nữa, chạy lại lồi lão ra, bảo đừng làm thế. Gã trợn mắt vung nắm đấm về anh. Đến nước này thì cơn nộ khí của anh Huấn bốc lên như muốn thiêu dụi lão. Đề mở, ông đừng ý thế mà bắt nạt, ăn hiếp người khác nhé ông là cái thá gì? Đổ cáo mượn oai hùm. Ông tưởng ông có ông hùng chạm trưởng chống lưng là ông xem người khác như cứt đái à. Anh lôi sành sạch gã ra cửa sổ tầng 2 và dốc ngược người lên. Ông có tin tôi quẳng ông xuống sân cho chó ngửi không? Gã đội phó toát mồ hôi hột, mặt vàng ảnh ệch, đúng quần nước chảy tong tong. Anh Huấn đã quăng tỏm gã xuống sân nếu không có một bàn tay lay khẽ đó là bàn tay chị tiếp viên bị gã đội phó tát hộc máu cái nhìn của chị làm cơn giận trong anh trùng xuống anh đi một mạch ra khỏi quán karaoke chuyện vậy mà lan ra toàn trạm nhiều anh em trong cơ quan nhìn anh như đồng tình thông cảm nhưng cũng có người tỏ ra ái ngại cho anh mấy hôm sau anh huấn có quyết định của hạt kiểm lâm huyện chuyển xuống làm kiểm lâm địa bàn lần đó chị gặp anh và trao cho anh cái bật lửa sắp tới anh đi địa bàn lạnh lẽo có cái bật lửa vừa hút thuốc vừa nhóm củi cho ấm rồi anh và chị gặp nhau nhiều hơn một quyết định táo bạo anh đã làm mà đến giờ tôi vẫn ngưỡng mộ đó anh đã dựng cái quán cà phê trên mảnh đất mặt tiền của anh rồi đưa chị về từ đó chị lột bỏ thân phận của một tiếp viên karaoke để trở thành bà chủ quán cà phê thung lũng vắng anh không yêu chị đâu. Tôi nghe câu đó của chị cũng đã nhiều nhiều. Lạ thật, anh đã đưa chị bước ra khỏi cái nơi mà nhiều người háo hức, mê say khi đấm bia đẫm rượu nhưng lại khinh miệt những con người tận tình phục vụ họ ngay trong chính nơi ấy. Vậy thì anh phải yêu chị lắm lắm mới đủ dũng khí để làm cái việc cao thượng này chứ. Chẳng lẽ anh vẫn mang kia mặc cảm là vác thân trai đến với gái tiếp viên hay sao? Ừ, mà có thể bởi dễ có đến gần chục năm về sống với nhau nhưng chẳng thấy chị sinh đẻ gì sất. Tôi mấy lần định hỏi anh nhưng rồi lại thôi. Sẽ rất kỳ khôi và vô duyên nếu vặn hỏi anh những chuyện tình cảm đàn ông đàn bà. Mà ngay cả tôi, một ông giáo tuổi đã ngoài 30 cũng nào đã vợ con, biết gì mà đi hỏi những chuyện tế nhị như thế. Nhưng tôi tin vào sự nhạy cảm của đàn bà. Chị nói đúng, đúng một trăm phần trăm khi tôi biết anh đã có con với một người phụ nữ đồng bào bản địa ở mãi tận bon làng ra ra lần này thì tôi không ngần ngại nữa tôi hỏi thẳng anh gật đầu đúng đó mới là tình yêu thế chả lẽ chị chẳng là gì đối với anh à sao anh có thể làm như thế đừng căn vặn chuyện tình cảm có những lý lẽ riêng của nó chú mày không hiểu được đâu Tôi phải tìm hiểu xem người đã đánh cắp trái tim anh là người phụ nữ như thế nào. Anh bảo. Rồi. Thích thì gặp. Có gì mà giấu. Đó là Hở Uyên, cô giáo ở điểm trường mầm non của bon làng Gia Ra. Đôi mắt no tròn đen lấy như nuốt lấy từng lời anh khi anh nói về tôi. Phải yêu anh lắm mới đầy vẻ chiều mến và hàm ơn đến vậy anh bước vào một gian nhà thấp lẻ tẻ bên cạnh một ngôi nhà dài khum khum. Tiếng đứa trẻ vang lên khi chợt thấy bóng anh. Cha! Đứa trẻ gọi. Mắt anh rơm rớm long lanh nhìn đứa con rồi nhấc bổng lên cả mớ dâu quai nón và má thằng bé đang cười sằng sặc. Tiếng gọi cha của thằng bé ấm lòng đến lạ. Vậy ra anh đã tạo lập cho mình một mái ấm ngay trong bon làng Gia ra không biết ngoài quê có chê dâu con là người đồng bào không chú nhỉ hở uyên hỏi thật hồn nhiên hỏi thế mà hỏi được à người nào mà chẳng là người như em khối con gái làng sách dép anh cười hì hì véo tai hở uyên một cái đầy yêu thương hở uyên lại đắm đuối nhìn anh chơi đùa cùng con nhỏ bếp lửa ấm soi rõ những gương mặt hạnh phúc trong đêm mưa anh Huấn nên cửa nên nhà với Hờ Uyên cũng từ chuyện bị điều xuống làm kiểm lâm địa bàn. Công việc đi tuần tra rừng dọc vành đai biên giới đã đưa anh đến với bon làng Zara, nơi có điểm trường mầm non của xã Đắc Lu. Những đêm không kịp quay về thị trấn, đây là nơi tá túc của anh. Và rồi tình yêu đã đến với anh khi Hờ Uyên được điều động về thay thế cho cô giáo chuyển ra thị trấn. Được dạy học ngay trên bon làng quê hương mình thì còn gì bằng sự hồn nhiên, yêu đời và đầy sáng trong của Hở Uyên đã hút hồn anh và anh đã không cưỡng nổi từng đợt sóng tình trào dâng. Hở Uyên đã yêu, đã dâng hiến và đem đến cho anh món quà quý giá nhất là cậu con trai. Rồi anh ở hẳn trong Bon ra, hàng hoặc anh mới ra quán cà phê thung lũng vắng. Anh gầy sọp hẳn, đôi mắt thâm quầng như mất ngủ sáng lên khi nhìn thấy đứa con trai cặp mắt anh và cả cặp mắt thằng con trai anh nữa giống cặp mắt ông đồng như đúc cái cặp mắt thông tuệ mà buồn xa xăm của ông già ấy tôi không dám nhìn thẳng vào bởi cảm thấy có lỗi mỗi khi về quê ghé thăm ông anh huấn từng dặn đi dặn lại đừng để ông biết anh đang ở tù biết ông sốc chịu không nổi ấy thế mà mỗi lần chạm vào đôi mắt ấy tôi có cảm giác như ông đang trách tôi rằng các anh đang giấu tôi điều gì đó đúng không sao lại phải giấu khi đó tôi lại vội vàng quay đi chỗ khác vì nếu cứ nhìn vào đôi mắt ấy trong phút yếu lòng tôi sẽ nói ra sự thật cho ông biết rằng đứa con trai duy nhất của ông đang thụ án trong trại giam hở uyên nhấc điện thoại nhìn anh qua lớp kính chắn chẳng nói được câu nào cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng khóc anh vẫn nói mỗi lần nghe anh nói hở uyên chỉ biết gật đầu chắc hẳn anh đang động viên mẹ con hờ uyên cố gắng giữ sức khỏe đừng bi quan để rồi một ngày đón anh về nhưng hẳn anh không biết được rằng hờ uyên đang mắc căn bệnh hiểm nghèo mà cần rất nhiều tiền mới có thể cứu chữa hờ uyên không thể cho anh biết và cả tôi cũng vậy sao có thể báo với một người đang thụ án trong trại giam rằng người đàn bà mà anh yêu thương nhất đang đối mặt từng ngày với cái chết biết làm sao đây hãy cứ cầu mong và hy vọng một điều gì đó kỳ diệu sẽ đến với Hở Uyên, đến với anh và cái gia đình nhỏ bé ấy. Đôi lúc tôi thử lý giải tại sao anh Huấn lại bỏ cái nghề kiểm lâm địa bàn giữa chừng để về phát giấy làm gì cho mang tù mang tội. Suy nghĩ mãi cũng chẳng thấy thông. Có vẻ như số phận đã sắp bày. Khi đã có với Hở Uyên cậu con trai, anh dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc vợ con. Anh chán cái cảnh tuần tra, cảnh giới và xử lý vụ việc của một kiểm lâm viên. Cửa rừng thì đã đóng, làm gì có chuyện ồ ạt chặt phá rừng. Có chăng thì chỉ là dăm ba hộ di dân tự do vào những cánh rừng già phát vạt đất rừng trồng cà phê và chỉa hạt bắp. Hạt đậu làm cái ăn chống chọi cơn đói. Hơn nữa, làm cái ông kiểm lâm địa bàn, lương thì thấp, quyền rơm vạ đá. Sau mấy lần do dự, anh Huấn xin nghỉ chế độ một lần sẵn có đám giấy tận dụng đất công ty cao su bỏ hoang gần Bon Zara. Anh bắt tay vào dọn tỉa và canh tác. Ấy nhưng đám giấy hoang đó xa nguồn nước, có trồng cây thì cũng chẳng lên được. Nhưng chẳng lẽ một người như anh mà lại chịu bó tay. Anh bèn thuê thêm mấy người trong bon làng tận dụng phát thêm cái khoảnh đất trắng của lâm trường Đắc Lu chạy xuống dòng suối để có nguồn nước tưới. Chỉ một năm sau, từng vạt cà phê sen lẫn cây ăn trái đã tốt bởi bởi. Nhưng đó cũng là lúc chính quyền giao cho công ty trường phát cả nghìn hecta theo mô hình nông lâm kết hợp. Đám giấy của anh nằm lọt trong lâm phần công ty trường phát. Không, đám giấy là nguồn sống của gia đình anh. Anh không thể trả về cho trường phát được. Hơn ai hết, anh hiểu rõ mánh khóe của mấy công ty như trường phát chả ai dại gì bỏ ra hàng chục tỷ đồng ký quỹ cho địa phương để thế chấp việc mở rộng khoanh nuôi bảo vệ rừng và trồng mấy cái cây ăn trái cái đích cuối chúng nhắm đến là tận thu gỗ và kiếm cái sổ đỏ để thế chấp ngân hàng vay vốn đầu tư các lĩnh vực hái ra tiền anh không chịu nhất quyết không chịu ấy thế mà rồi người ta vẫn có cách để buộc anh phải chịu thậm chí cho anh vào tù Mấy tay thợ xẻ trong bon làng mà anh từng thuê dọn phát lấn vạt rừng chạy ra con suối làm đơn tố cáo anh thuê họ chặt phá rừng làm rẫy. Nhân chứng, vật chứng còn bày ra đó. Anh chối cãi sao đây? Dù mấy sao mà anh tận dụng phát thêm chỉ là rừng nghèo nhưng vẫn là rừng. Và cay đắng biết bao khi bản án dành cho anh chàng nguyên cán bộ kiểm lâm là 5 năm tù vì tội hủy hoại. Lấn chiếm đất rừng. Đêm mưa lất phất, nhoèn nhoẹt thấm từng vệt nước vào ô cửa nhỏ. Tiếng con trùng dì dạ kêu, buồn, trống vắng đến hoang hoải thì chị gọi. Hi, hi, lại là cái chuyện ấy thôi mà. Hi, 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 thiếu gì đàn ông mà cứ nhè tôi gọi nhỉ. Mấy năm, khi anh Huấn chuyển vào bon làng Gia ra sống, lũ đàn ông từ rừng rú ra cứ như bầy ruồi mũi vo ve quanh cái quán thung lũng vắng để được ngắm nhìn được trò chuyện được cợt nhà chị mà chị cũng nghiêm chỉnh ra phết thì đấy có lần tôi cùng hai đồng nghiệp ngồi chéo góc với cái quầy pha chế của chị thấy một lão là dân đầu nậu gỗ xem chừng đã ngồi ở quán tự bao giờ bật dậy đi thẳng lại chỗ chị xinh đẹp thế này mà cứ một mình lẻ bóng phí chị đứng lên nhếch mép nghiêm túc tí đi cha nội cha đang ở quán cà phê và tôi là chủ quán đấy nhé lão kia cười hề hề chữa ngượng rồi đi thẳng thì biết là vậy nhưng dễ diễn kịch lắm biết đâu có mặt tôi nên ra vẻ đoan chính không có thể tôi đã thiền cận và ác cảm hay đúng hơn cái thằng khốn nạn là tôi đang tự ghen tức với anh huấn sau cái lần ân ái với chị và bất giác nghe chị khẽ rên gọi tên anh nhưng Kệ. Cứ đi. Anh Huấn yêu hở uyên chứ yêu gì chị mà tôi phải băn khoăn. Hừ. Cho thì tội đếch gì không sơi. Nghĩ đến làn da trắng xứ và cặp mắt đen thăm thẳm có đuôi. Khóe môi như nhuẹn cười đắm đuối. Trong tôi lại trào dâng những háo hức. Mê say. Tôi bật dậy khỏi giường. Lạ. Quán sáng đèn dù không có vị khách nào cả chắc muốn cho tôi bất ngờ để tăng thêm phần hấp dẫn cho cuộc yêu đây. Tôi đẩy cánh cửa bước vào phòng ngủ, tiện với tay tắt bóng điện ngoài quán. Chờ chị ở ngoài đấy. Chị ra. Hì, cho gì đây? Chả lẽ là ở ngoài này cho thiên hạ thấy? Mà sao giọng nói hôm nay xem chừng dứt khoát, lạnh lùng thế nhỉ? Thì chờ, chờ đợi là hạnh phúc chị vén vặt tóc qua một bên vai rồi nhìn tôi nghiêm nghị cảm ơn chú thật nhiều những ngày tháng qua chú đã quan tâm lo lắng cho chị khách sáo tôi ngước lên nhìn vẻ diễu cợt gọi chú sang là có việc nhờ chú đây lại nhờ nhờ gì sướng thì sướng cả hai chứ nhờ cậy gì mà cũng phải công nhận kể từ khi được hưởng mùi ái ân cùng chị tôi đâm ra rừng rừng với những người phụ nữ khác. Có khi tôi còn cảm giác coi thường chính họ. Chú cho chị xin số tài khoản. Chị chuyển tiền. Lần này thì tôi hoảng hồn thực sự. Đừng nói. Chị rủ dê tôi cùng bỏ đi để tìm kiếm tự do khoái lạc cho cả hai nhé. Tôi không dại đâu. Được hưởng lạc thú ái ân với chị thì sướng thật nhưng tôi vẫn còn công việc, còn sự nghiệp và còn tuổi trẻ đấy không bao giờ đâu nhé chị đẹp chị bán mảnh đất và cái quán này rồi sao bán phải bán mọi việc xong xuôi cả rồi là sao đất anh huấn mà không anh đã sang tên cho chị à thì ra bán để rủ dê tôi à còn lâu nhé tôi gườm vào đôi mắt chị này lương tâm chị chó ăn rồi hà chị thở dài chị chia ra ba phần chú ạ à? một phần để uyên chữa bệnh một phần cho thằng cu anh huấn còn một phần nhờ chú chuyển về cho ông cụ anh huấn ở quê sửa lại cái nhà vậy rồi chị sẽ ở đâu chả lẽ chị định bỏ đi thật sao tôi giật mình thảng thốt đến lạc giọng khi đọc số tài khoản cho chị thế chị đi đâu lần đầu tiên chị cầm lấy tay tôi như là người chị cầm bàn tay đứa em nhỏ họ đi đến nơi chị cần phải đến thôi chú về đi giọng chị lắng lại ân cần mà dứt khoát mặt tôi lạnh toát tê tê từng gợn nước dò xuống má chân cứng đờ nhìn vào buồng ngủ của chị bóng đen phụt tắt nhìn ra ngoài khoảng trống chỉ còn một màn mưa mỏng loang loáng dưới ánh trăng mở trên tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên đêm nguyệt quê lạc hương tác giả vũ lệ hương tôi miên man đi về phía triền cát cửa sông luộc lòng trộn rộn dòng sông hiền hòa nhưng cũng có mùa cuộn trào mang nặng phù sa ngầu đỏ bãi hoang ngày xưa giờ được quy hoạch thành mô hình lúa hữu cơ và dươi một lúa một dươi Người dân quê tôi đã thay đổi tư duy mạnh dạn chối bỏ lối canh tác truyền thống xưa cũ được chăng hay chớ bấp bênh. Lớp trẻ được đào tạo có tay nghề thì đã đi làm ở nhà máy trong những khu công nghiệp ở xa và cũng có cả ở trong huyện do các doanh nghiệp vốn nước ngoài đầu tư. Đó là xu hướng đô thị hóa nông thôn. Huyện quê tôi cũng có mấy nhà máy. Đất nông nghiệp thu hẹp thì phải canh tác hữu cơ ứng dụng công nghệ tiên tiến trong canh tác để có năng suất và chất lượng nông sản cao, gọi là kinh tế hàng hóa. Nhưng đồng đất quê tôi lại ở cửa sông đổ ra biển, đặc thù địa lý tựa như một số xã ở Thái Bình, Hải Phòng. Mỗi khi nước chiều lên nước ở cửa sông bị hòa nước biển, thành nước lợ, điều kỳ diệu quê tôi gọi là lộc trời ấy là nước lợ tràn vào ruộng thì các ấu trùng rơi từ lòng đất sinh sôi ngoi lên. Thời cụ kỵ tôi, những vị tiền bối đã vớt rươi về làm thực phẩm. Thấy quá ngon, dần biến thành đồ ăn đặc sản của vùng nước lợ. Đến bây giờ nó trở thành công nghệ nuôi rươi. Nhưng rươi có mùa, mới có câu đồng giao tháng 9 đôi mươi. Tháng 10 mồng năm mét lịch, ấy là mùa rươi, mùa của lộc trời nhưng lộc trời cũng ngắn ngủi chưa tròn tháng nên phải thâm canh cho lộc trời càng nhiều càng tốt phải cày bừa ải cho đất tơi xốp để ấu trùng dươi có không gian sinh sôi và mô hình canh tác mới một lúa một rươi được người dân bám trụ ruộng đồng làm giàu mà không phải ly hương bọ trẻ có học có kiến thức nông nghiệp cũng có đứa ở lại làm nòng cốt cầm tay chỉ việc cho nông dân canh tác thời công nghệ lại xuất hiện một câu đồng giao mới nông nghiệp sinh thái nông thôn hiện đại nông dân thông minh. Câu đồng giao mới ấy là phải tổ chức lại sản xuất, liên kết thành hợp tác xã, cũng hỗ trợ khuyến khích kinh tế hộ gia đình, nhưng phải ứng dụng công nghệ thâm canh hữu cơ mới mong tồn tại. Vậy lại có câu đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa phải cùng nhau đi. Tôi già đây nhân ngày cuối tuần được nghỉ, bởi bãi sông này ngày xưa mẹ vẫn dắt tôi ra ngóng cha về trên con thuyền nhỏ đầy cái và cá tôm các loại mẹ bảo lũ cái nhát lắm thoáng thấy bóng người là trốn chạy nhanh thoăn thoắt bởi vậy mới có câu thành ngữ nhát như cái vậy mà vẫn mắc lửa con người câu nó thói ham mồi đã đưa lũ cái vào đầy giỏ nặng trĩu trên thuyền của cha mỗi lần đón cha như vậy mẹ con tôi vui vô cùng ánh mắt cha cũng sáng lên trong ánh hoàng hôn lấp lánh loang đầy trên mặt sông trời chiều ống vàng lần trước tôi đi theo đoàn công tác đến đây. Tôi cùng các phóng viên truyền hình tỉnh có tới bãi soi thăm mô hình rơi và lúa hữu cơ ven sông. Bãi soi này vốn bỏ hoang, canh tác không hiệu quả sinh chán. Thế rồi đâu như ông khóa phát hiện lộc trời nhung nhúc rơi khi có nước lợ tràn vào ruộng. Vậy là bãi soi lên quy hoạch và diện canh tác hữu cơ. Và giờ đây trên con thuyền tôi ngắm bãi bờ đã không còn hoang sơ như trước. Làng quê đã thay đổi nhiều nông thôn mới làm cho làng quê mang dáng dấp của một cô gái nông thôn mặc chiếc váy đầm thành thị. Một cô phóng viên nói thế. Ấn tượng trong tôi khi dạo trên thị tứ là những gian hàng bán các sản phẩm như mắm cái, lúa hữu cơ và các sản phẩm đặc sản chế biến từ dươi. Một loài trùng đất mà nếu ai mới nhìn sẽ thấy hoảng hồn vì sợ. Nhéo nhuệt quẩy. Tất cả quá khứ bỗng ùa về. Tôi lục tìm quá khứ, tôi nhớ mẹ tìm những hoàng hôn vỡ vụn trong trái tim của hai bố con trái tim tôi tan vỡ tưởng như không thể hàn gắn tôi đã từng thút thít vì nhớ mẹ cha thì lặng lẽ không bao giờ còn thấy ánh mắt lấp lánh trên gương mặt cha khi trở về từ bãi biển trong hoàng hôn ngập sắc nắng vàng tôi trở thành đứa con gái lì lợm bất cần đời tôi vẫn muốn đi tìm bóng hình của mẹ đã đi tìm mẹ cảm giác bồng bềnh hạnh phúc như đang trôi trên dòng nước mát lành ngắm nhìn cụm bèo lục bình đang vươn những cánh lá biếc xanh đón sương đêm và gọi nắng ngày ký ức tôi bồng bềnh bơi trên một dòng sông mà nước phù sa từ thượng nguồn đang cuồn cuộn đổ về quanh tôi tưởng như những bẻ mảng bèo lục bình ken dày đang vây chặt lấy tôi và cuốn phăng cả cây cầu phao làm tôi không thể xoay chuyển Tôi cứ cố sức vùng vẫy thoát ra khỏi ma trận ký ức thì bỗng lọt thỏm rơi xuống một cái động không đáy. Nước cuốn tôi vào vòng xoáy. Tôi cùng một mảng bèo bị xoáy vào một đường hầm hun hút sâu. Mãi lúc sau tôi mới lờ mờ nhìn thấy ánh sáng. Thì ra tôi đã lạc sang một thế giới khác. Thế giới của những người đã chết nhưng vẫn còn nhiều việc lưu luyến với trần gian nên tôi còn được lưu trú lại một thời gian để hoàn thành nốt tâm nguyện của mình việc đầu tiên là tôi đi tìm mẹ cha vẫn đi kiếm hải sản sớm tối dù không yên tâm nhưng tôi vẫn rảo bước đi nhanh khỏi phía đường hầm phía xa là cây xăng cổ thụ đầu bến sông nơi đây hai mẹ con tôi từng đứng chờ cha nhưng khung cảnh hôm nay khác nhiều thân cây to lớn gấp nhiều lần khiến tôi nhìn lên ngọn cây như mình bị ảo giác trên ngọn cây có phát ra ánh sáng lập lòe của lũ đom đóm mấy bông hoa màu trắng tỏa ra thứ ánh sáng đầy mê hoặc. Tôi còn nhớ mẹ nói cây xăng này lá xanh tốt quanh năm nhưng không bao giờ ra hoa. Nếu cây ra hoa chắc chắn lúc đó con người đã sang kiếp khác. Vậy mà hôm nay tôi nhìn thấy cây xăng nở hoa. Tôi tự nhủ thầm. Thật kỳ diệu. Tôi cùng mẹ đi trên con đê dẫn về đồng chiều. Hương thơm chiều hạ có hương sen từ bãi ngoài đang mơn man trên tóc, trên vạt áo, quyện vào từng bước chân dẻo dai của mẹ. Tôi lon ton chạy theo vui cùng lũ chuồn chuồn mà không biết tổ của chúng ở nơi nào. Tôi lo cho chúng nơi chúng sẽ ngủ có yên ấm không. Mẹ cười dịu dàng. Con không biết có câu, không ai biết được tổ con chuồn chuồn à. Thì ra tôi đang mơ. Mùi rươi rán thơm sộc vào mũi kích thích vị giác đến nôn nao cồn cào khiến tôi quay về thực tại món rươi rán quyện mùi cơm mới tháng 10 đang lan vào. Quái nhỉ, sao vừa mới thấy hương sen cuối hè mà giờ lại đã thấy heo may với món rươi đầu mùa quyện mùi cơm mới? Đúng là tôi mắc chứng ảo giác. Cái cảm giác vui mừng xốn sang của lũ trẻ nhà nghèo được ăn món ăn mình thích thật hạnh phúc. Ngày xưa lại hiện về. Ngày con nước rơi cả người lớn. Trẻ con đổ ra đồng vui như chảy hội những người đi vớt rơi sắm một cái vợt vải màn nhỏ bằng cái bàn tay và cái bơ cái bát mang theo người lớn trẻ con cứ một tay cầm bơ một tay cầm vợt đi lướt trên mặt ruộng nhìn thấy con rơi bơi trên mặt nước là vớt rồi đổ vào cái bơ cái bát cho đến lúc nước rút xuống cạn đồng là không thấy con rơi nữa trẻ con cho là rơi đã biến đi đâu một cách bí hiểm người lớn còn tranh cãi nhau có người cho là rơi theo con nước ra sông. Có người cho là rơi chui xuống đất. Thế rồi, như hội đồng đã tàn, những người vớt rơi quay về làng. Nhà nào nhà ấy xôn xao, nào là con vớt ở xa bờ. Toàn rơi béo vàng ươm mẹ vớt ở gần bờ rơi gầy xanh rớt. Những bờ, bát đựng rơi, những con xanh ở bát mẹ, con vàng ở bơ con được dồn lại. Người mẹ rắc vào bát những hạt muối là những con rươi vỡ tan, bỗng hóa thân thành bát bột rươi màu vàng đậm sắc. Rồi nhà này chạy sang nhà kia xin nắm lá lốt, vỏ quýt làm gia vị. Có nhà băm thêm thịt lợn nạc, đập thêm vài quả trứng gà quấy lẫn. Rồi bếp nhà nào cũng đỏ lửa. Mùi rơi rán từ trong bếp thoảng bay ra sân, ra ngõ. Đi trong làng quê ngập tràn mùi thơm rơi chiên mỡ đúng là buổi chiều như hội ngoài đồng buổi tối đầm ấm mọi nhà quanh mâm cơm với những miếng chả dươi thơm ngon đậm đà còn gì hạnh phúc hơn người nông dân quê tôi với những ngày lên con nước dươi không phải vùng cửa sông nước lợ nào cũng có dươi nhưng dươi từ quê tôi được đóng đá lạnh làm đông mang đến các miền cả nước bạn đã từng ăn món dươi chưa có thể có và cũng có thể không bởi ăn dươi làm chả thì ngon nhưng nhiều người nhìn rươi tươi sống thì sợ bởi nó như loài sâu nhuyễn thể yên tâm đi rươi sống sạch ưa nước sạch với tôi rươi và làng an hà là những gì tôi nhớ suốt cuộc đời cứ đến mùa gió heo may là quê tôi lại nao nức vớt rươi và vào chiều tối cả làng thơm lừng mùi rươi nướng trà. cả nhà tôi cùng người người ai cũng vớt được rươi không nhiều thì ít cha tôi thì đi thuyền ra ngoài bãi sông vớt về cả thúng dươi béo mỏng. Tôi và mẹ thì vớt bên bờ sông. Chiều về cả làng đỏ lửa nấu món dươi đặc sản. Chạy lung tung xin nhau rau răm, lá lốt, lá gấc non, quả khế, ớt tươi, lá gừng tươi và không thể thiếu gia vị quan trọng là vỏ quýt. Làng xóm nhộn nhịp vui như ngày Tết, mùi dươi thơm lừng khắp làng trên xóm dưới món đặc biệt nữa mà mẹ hay làm cho cả nhà và thường sai tôi mang biếu ông bà nội là dươi nấu măng tươi dươi cũng rửa sạch đánh nhuyễn các loại rau gia vị kề trên thái nhỏ trộn đều nếu có măng tươi là măng tây có vị đắng được thái chỉ mẹ bảo măng đắng mới khử được vị tanh của dươi và khi thưởng thức thì vị đắng không còn nữa sau đó cho khế thái hình ngôi sao hoặc giã dập lọc lấy nước bỏ bã xúc từng muôi dươi tròn thành bánh thả nhẹ vào nồi nấu mẹ khéo léo đun nhỏ lửa để bánh dươi không bị vỡ bánh dươi trôi trong nước gia vị ngấm vào ăn chỉ còn thấy vị béo bùi của các gia vị hòa quyện cùng vị dươi thơm ngọt mang trọn hương vị đất trời lan tỏa gia đình bé nhỏ của tôi ấm áp là thế vậy mà mẹ bỏ cha con tôi đi khi tôi còn nhỏ cuộc nhân duyên của cha và mẹ cũng bắt đầu qua những mùa dươi như thế cuộc tình chân thật ấm áp tình thân. Không có lãng mạn nhưng thấm đẫm tình quê trên bãi sông sóng mềm từ ban mai đến chiều muộn. Dù không đủ đầy nhưng cha luôn chăm sóc mẹ bằng cả tấm chân tình. Có lần mẹ đau trà đã lo chở mẹ đi bệnh viện. Ai cũng khen cha chăm chỉ, hiền lành. Nhưng dường như trong thẳm sâu mẹ vẫn không vừa lòng về cha. Mẹ tinh tế, xinh đẹp được dân làng khen mỏng mày hay hạt còn cha thì hiền lành cục mịch mẹ vất vả là thế trong vạt áo đậm màu phù sa quần sắn cao vẫn lộ rõ bắp chân trắng ngần cổ cao ba ngấn lộ rõ lơ thơ tóc mai phía sau gáy đầy quyến rũ tình yêu đơn sơ và cám dỗ của cuộc đời đã không cùng tồn tại mẹ bỏ dòng sông gió mềm mát lịm mỗi chiều hẻ loang khắp mặt sông để tôi bao chiều ngóng đợi mong dáng mẹ về phía bờ đê xanh ngát uốn lượn sau hàng tre làng dì rào trong gió. Người đàn ông mẹ theo đó khen chưa ăn món dưa ở đâu ngon như mẹ làm. Ông ta có mở một cửa hàng ăn trên thị trấn, mời mẹ làm đầu bếp chuyên món dưa. Mẹ đã lọt vào lưới tình của ông ta. Tôi thì không hiểu tại sao mẹ lại bỏ nhà đi. Chỉ cha là hiểu nhưng ông chỉ im lặng. Mẹ đã lựa chọn lìa xa hai bố con. Tôi mới 9 tuổi. Mẹ đã đi trong một đêm heo may đúng vào mùa rơi. Cánh cổng khẽ mở vào một đêm trăng suông. Chắc mẹ đi theo tiếng gọi của tình yêu. Chắc cha biết nhưng cha không cản. Sau này cha nói, trái tim cha không thuộc về mẹ. Nước mắt cha nhỏ xuống mặt sàn như cháy xém một mảng. Sáng hôm sau cha chỉ im lặng nhìn về phía dòng sông nhìn về phía ấy cha lướt qua ngọn cây nguyệt quế đang nở rộ trắng màu hoa loang mùi hương đêm qua còn sót lại phía xa mảng bè bèo lục bình dập dềnh đang trôi theo dòng nước hơi lạnh heo may xoáy tận vào khe cửa luồn vào từng ngóc ngách của ngôi nhà tôi ở thời gian đã qua lâu rồi quê tôi đã đổi mới khác xa những ngày ấy những con đường đất lầy lội hai bên bờ tre úp sát nhau giờ đã là con đường bê tông cứng hóa đường liên thôn liên xã trong 19 tiêu chí nông thôn mới có hạ tầng cơ sở tiện nghi điện, đường, trường, chạm Xe cộ vun vút đi lại. Hai bên đường được trồng cỏ lạc và hoa mười giờ nở rộ. Sắc vàng, sắc tím rực rỡ đua chen. Nhưng những con đường bê tông nóng bỏng vì không có bóng cây to che mát sẽ có trong dự án một triệu cây xanh cả nước con đường được mở rộng nhà nào xây cũng đẹp hơn và khang trang hơn nhiều nhà mở cửa hàng dịch vụ thương mại cung ứng nhu cầu nông nghiệp đời sống dân sinh và có cả những gia vị bán cho việc chế biến dươi quê tôi mới đón bằng nông thôn mới lại là ngày hội vui thế nhưng trong tôi vẫn phảng phất buồn Cha không còn đi thuyền vớt dưới nữa nhưng mỗi khi gió heo may về cha đều ra phía dòng sông. Ra bãi rơi ngắm những bầy rơi nổi lên theo con nước và hy vọng sẽ gặp lại mẹ. Biết đâu mẹ sẽ bình tâm lại, hồi tâm lại để trở về với cha con tôi. Nhưng... Chiều chiều heo may khi bầy rơi nổi lên mà mãi mẹ vẫn chưa về. Đã bao mùa heo may chỉ có những hạt mưa lắc rắc vô tình nhỏ xuống đậu trên mi mắt báo gọi mùa rơi đã về tôi và cha đợi mãi mà mẹ vẫn không trở lại tôi đã học xong đại học và đi làm trước lễ vu quy của tôi cha gọi tôi lại hỏi con có ngại khi trong lễ vu quy không có mặt của mẹ con không cha đã thu xếp để dì kế của tôi tức em của mẹ sẽ đại diện đứng vào chỗ khuyết của mẹ dì cũng đã ưng thuận rồi đã bao năm cha không nhắc đến mẹ tôi tưởng cha đã quên cha bảo mẹ đang ung thư và điều trị trên bệnh viện Cha còn biết bà ấy mới đi xạ chị về, mới chuyển nhà về sống ở thành phố. Cha biết hết về mẹ vậy mà cha chỉ để trong lòng. Chiều, tôi đi dọc bờ sông luộc. Tôi nhớ mùa rươi cùng mẹ và cha thưởng thức món ăn đặc sản đồng quê. Hiện nay rươi không còn nổi lên trên tự do như trước nữa mà người dân quê tôi đã khoanh vùng và thành bãi và nuôi theo phương thức tự nhiên. Một vụ lúa hữu cơ sau gặt là vụ rươi đem lại thu nhập cao cho người dân. Giá thành của lúa và rươi đều cao và chủ yếu được xuất đi bán trên các thành phố lớn. Tôi đã đi tìm nhà của mẹ. Chiều ngả dần về tôi. Cây nguyệt quế nơi góc sân nhà vẫn đang nở hoa thơm ngọt ngào ra giết. Hỏi thăm. Được chỉ dẫn. Tôi đã đến một ngôi nhà trong một ngõ nhỏ. Trước cửa ngôi nhà ấy là cây nguyệt quế cũng đang nở hoa trắng muốt người hàng xóm nhanh nhảu kể cho tôi nghe sau một thời gian theo ông chủ quán ăn mẹ có bầu và sinh ra một đứa bé mặt mũi khôi ngô nhưng không thể nói được ba năm sau thì người chồng mới của mẹ gặp tai nạn rất nặng mẹ phải bán cả gia sản để chạy chữa nhưng chỉ được ba năm thì người chồng mới của mẹ cũng từ giã mẹ ra đi mẹ phải làm việc cật lực vất vả để nuôi đứa con tật nguyền không thể cất tiếng gọi mẹ Mẹ đã phải trả món nợ để lại do chạy chữa cho chồng. Mở thanh dòng sông và tiếng reo hò của những người vớt rươi đầy phấn khởi như còn vang đâu đây. Tôi ngồi bên mẹ, ngoài trời đang lắc rắc những hạt mưa báo hiệu một mùa rươi mới. Tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mồng năm, mẹ nhầm tính, rồi lầm bẩm Vậy là đã đầu tháng 10, có rươi và cơm mới rồi đấy nhỉ? đôi tay mẹ sần gân và gầy guộc mái tóc lơ thơ vì hóa trị đứa con trai của mẹ em cùng mẹ khác cha với tôi nó đứng lặng im nhìn tôi tay làm cử chỉ ngôn ngữ ký hiệu mẹ làm lại trả lời nó chắc là mẹ giới thiệu tôi với nó nó mỉm cười với tôi vỗ hai bàn tay vào nhau rồi đặt một bàn tay lên ngực trái như muốn nói nó vui mẹ đã bỏ hai cha con tôi từ cái đêm hôm ấy cái đêm mà cây nguyệt quế cũng tỏa hương thơm ngát như lúc này ngồi bên mẹ trong ngôi nhà của mẹ. Đã có bao đêm tôi khóc gọi mẹ, rồi mệt lạ tôi lại mơ thấy mẹ với hơi ấm nồng nàn, làn da trắng hồng, đôi mắt ấm áp và những sợi tóc mai sau gáy đầy quyến rũ cứ như quyện lấy tôi. Mẹ cười thật hiền vỗ về tôi. Giờ đây lại là tôi vẫn ngồi bên mẹ ở một quãng thời khác, nắm đôi tay gầy xương nước mắt tôi chảy tràn rơi xuống thềm nhà nóng bỏng nước mắt mẹ thì khẽ lăn xuống gò má khô gầy mẹ hỏi con có còn trách mẹ nhiều không tôi không nói nổi lời nào nấc lên mẹ thều thào nói ra với con mẹ cũng thấy xấu hổ khi con sáu tuổi cha con ngã bên bậc thềm khi đi biển về cột sống cha tổn thương nặng đã ảnh hưởng tới thận cha bị suy thận, ảnh hưởng xấu trầm trọng tới cuộc sống hôn nhân. Mẹ buồn lắm, khi ấy mẹ mới 28 tuổi. Con biết rồi, tôi lấy bàn tay đặt nhẹ lên miệng mẹ. Mẹ đừng nói nữa. Con là bác sĩ y khoa nên thấu hiểu lòng mẹ rồi. Tôi ôm mẹ siết vào lòng mình. Thì ra cha bị liệt dương. Ôi, mẹ vừa đáng trách cũng vừa đáng thương tổn thương thận của cha đã làm rối loạn hormone tét to tơ dôn dẫn tới cha gặp khó trong cuộc sống vợ chồng cha biết nhưng giữ trong lòng không nói nhưng lại vẫn yêu mẹ dõi theo cuộc sống mẹ nhưng thà cầm đau riêng mình để mẹ đi tìm hạnh phúc còn hơn làm đau mẹ cả đời nghĩ đi nghĩ lại cho cùng cũng không thể trách mẹ người ta không thể nắm tay từ chiều đến sáng hôm sau còn đời tôi tôi sắp lấy chồng Bỗng tôi khóc òa lên, ôm chặt mẹ, nước nở. "Ôi, con không trách giận mẹ đâu." Đứa em trai cùng mẹ khác cha nhìn chúng tôi gương mặt vui sướng như tìm thấy một hạnh phúc gia đình vốn bấy nay xa ngái. "Vâng." Ngoài sân đêm nguyệt quế lạc hương từ lâu đã tha thứ cho mẹ tự bao giờ mà đêm nay dâng hương ngào ngạt đến vô cùng. quý vị thính giả thân mến chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại cảm ơn quý vị đã lắng nghe đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh quý vị và các bạn nhé mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại